Xin chào anh em, hôm nay em sẽ lên clip cho anh em. Hôm nay thì than chuyền em tiếp tục về nữa nha anh em. Hôm nay thì em về than chuyền nè, lửa bông với một con lửa bổi với khú thuộc. Thì em xin phép anh em lên cho anh em trước là than chuyền nha. Đây than chuyền con đầu tiên, lồng số 16 nha anh em, vẫn 450.000 nha anh em. Than chuyền lồng số 16, than chuyền đã chỗ trống rồi nha. Đang tập cám nha anh em. Con này cao cầu em thấy không, cao cầu đầu bi con này thì đúng mẫu hót luôn nha. Đuôi lúc nào cũng đánh đó. Con này sau này tương lai có thể xè nha anh em. Lồng số 16 450.000 nha anh em. Rồi em sẽ tiếp cho anh em lồng số 19 nha. Con này thì nó nằm tuốt trong luôn, có thấy không? Để chỉnh độ sáng rồi. Đây nha anh em, vẫn 450.000 nha anh em. Than chuyền đã chỗ trống, con này thì dài em thấy không, dài đòn ghê không. Vẫn 450.000 nha anh em, con lồng than chuyền lồng số 19 nha. Rồi ok, em qua tiếp cho anh em lồng tiếp theo số 15. Con này thì cũng cao cầu, đường thì lúc này cũng đánh nha anh em. Vẫn 450.000 nha anh em, lồng số 15. Lồng số 14 nó kẹt. Đại xíu đi đấy em. Đợi xíu đi đấy em, quay số 14 cho anh em xem. Rồi số 15 nha anh em, vẫn 450.000 nha. Rồi em qua tiếp lồng số 13. Đây đang truyền lồng số 13, vẫn 450.000 nha anh em. Con này thì bộ trung nhưng mà rất là chuyên đánh đuôi. Nói chung thì chim về thì tại vì do cái vùng này vùng cam á, mảng giáp với Thái Lan á, nên á quãng đường á, di chuyển á, nó hơi xa nên về nó ốm chim, nó hơi ốm chim xíu, nhưng mà nó khỏe nha, chứ nó không có yếu. Mấy chim yếu thì em giữ lại em nuôi chăm khỏe em mới bán, còn mấy này đều khỏe mạnh ok hết nha anh em. Có điều nó hơi ốm xíu, anh em về anh em chăm thì mồi rồi gắm táp đồ vô thì nó sẽ ok nha. Rồi lồng số 13 vẫn 450.000 nha anh em. Lồng số 14 nó cứ kè hoài. Rồi em lên tiếp cho anh em con lồng số 10 nha. Đây lồng số 10 vẫn 450.000 nha anh em. Con này thì cũng dài đòn, vẫn 450.000 nha anh em. Lồng số 10 anh em xem mà thích con nào mà đúng mẫu của mình đó, thì cứ liên hệ số điện thoại bên dưới giúp em. Nghe phải không? Than chuyền đã chỗ trống, tất cả này đang tập cám hết nha anh em, chưa ăn cám cứng nha. Anh em về anh em phải tập cám cho nó. 450.000 nha anh em, lồng số 10. Rồi ok anh em, em lưu tiếp cho anh em đây. Con này nãy giờ nó hè này. Lồng số 14. Anh em thấy không, nó chỗ đen đen này nè không? Chỗ trống hết rồi đó. Lồng số 14 vẫn 450.000 nha anh em. Con này thì đẹp chim. Cái mặt của nó thì hình giữ chim nha anh em. Nó khè nãy giờ luôn, tới giờ tới lúc quay nó hết khè. Rồi ok nha anh em, vẫn 450.000 nha.
anh em nào mà thích con nào bắt thì cứ alo cho em. Còn lại thì nếu mà anh em ở xung quanh trong Sài Gòn á thì em thích số nào thì cứ gọi báo em, không cần chuyển khoản trước. Chạy qua bắt liền thì cứ báo em giữ lại cho anh em chạy qua bắt. Còn anh em nào ở tỉnh thì phải chuyển khoản tiền chim cho em trước nha. Rồi xong rồi em mới gửi nhà xe cho anh em. Còn anh em nào mà ở Sài Gòn mà ở gần em qua tiệm bắt thì cứ alo xong rồi báo con số mấy thì tụi em sẽ giữ chim lại cho anh em trong ngày. Qua ngày hôm sau thì anh em phải chuyển khoản cho em. Còn nếu mà bắt trong ngày thì em không cần nhận chuyển khoản. Còn nếu mà hẹn lại, em chỉ giữ chim được một ngày thôi, hẹn lại ngày hôm sau bắt á thì chuyển khoản tiền chim cho em trước rồi em sẽ giữ lại. Còn bắt trong ngày thì cứ qua bắt, không cần chuyển khoản trước nha anh em, cứ dặn số rồi xong rồi qua bắt thôi. Rồi em tiếp cho anh em lồng số 17, đang truyền lồng số 17 450.000 nha anh em. Vẫn 450.000 nha anh em. Rồi ok nha anh em, 450.000. Rồi ok anh em, mình lên tiếp cho anh em con lửa nha. Lửa này lửa bổi, đang chưa cám cứng nha anh em, đang tập cám cho nó anh em. Con này thì em cam kết với anh em là hót rồi nha, bao anh em luôn nha. Con này thì hót rồi, con này thì đuôi nó tầm khoảng 15-16 à, nhưng mà con này hót rồi, giọng hay nha. Con này thì em bán cho anh em là 300.000. Lửa bổi đang tập cám, đuôi thì tầm 15-16. Con này thì hót rồi luôn nha anh em, em bán cho anh em là 300.000. Con này thì nói chung thì bộ tầm trung, nếu mà anh em mà mua về mà để nghe hót chơi thì con này ok nha. Rồi em lên tiếp cho anh em lửa này lửa bổi luôn nha anh em, cũng đang tập cám luôn, nhưng mà con này thì nó bông, em không thấy bông với cái phần ức á, nó có một cọng bông, nhưng mà bông một cọng thì nó cũng chưa có chắc chắn là sau này là nó sẽ ra bông. Anh em về anh em phải nuôi hết mùa lông thì mới biết là nó có sẽ ra bông tiếp nữa hay không, hay là nó mất luôn. Thì con này em bán cho anh em là 500.000 lửa bông nha. Con này thì cũng đang tập cám luôn nha anh em, đuôi thì nó dao động tầm 15-16 à, chứ nó không có dài nha anh em. 500.000 em bán cho anh em 500.000. Rồi ok, em lên tiếp cho anh em con cú nha. Cú này cú OL, nhưng mà con này được tầm mùa mấy rồi. Con này thì nó chơi cực kỳ hay luôn nha anh em, cánh đuôi xòe, con này chơi cánh đại bàng luôn nha anh em. Đó anh em thấy không, bùng hết cánh luôn nha. Con này em bán cho anh em là 3.000.000 đó, cái con mà hót ở bên trong đó nha anh em. Còn ở con ngoài đây là con trống luôn nha, chứ em không có kẹp máy nha. Đó anh em thấy không, đó nguyên vàng, em để là nó chơi solo với chơi là với mấy con cú mùa của em là nó chơi bấy bá luôn nha. Con này em bán cho anh em là 3.000.000 3.000.000 nha anh em, không tật lỗi gì hết nha, chơi đủ giọng luôn nha anh em, kéo thuốc lào tùm lum đó anh em thấy không, chơi cánh đại bàng luôn nha. Con này thì em bán cho anh em là 3.000.000, này là cú OL nha anh em, tại vì cái má nó còn phớt phớt anh em thấy không, cái má nó còn phớt phớt trắng trắng không đó. 3.000.000 nha anh em, con này thì chơi bung cánh đại bàng luôn, anh em xem con này quá ok luôn nha anh em. Rồi ok, anh em thích con nào thì cứ liên hệ số điện thoại bên dưới nha. Chúc anh em một ngày cuối tuần làm việc vui vẻ và suôn sẻ nha. Cảm ơn anh em thời gian qua đã ủng hộ kênh của chúng em. Xin cảm ơn anh em và chào tạm biệt.